Hôm nay Lan Thiện tới thăm lại em Lãm nè. Đây là người mẹ đã nuôi đứa một đứa cha con của người dân. Đây là cái video mà Lan Thiện đã từng phát. Chị ngồi đó đi chị. Hôm nay thì tới đây thì thăm lại gia đình thì thấy là chị đã đổi nhà, chuyển cái vị trí. Và chị cũng thông tin thêm với lại khán giả của cái chương trình của kênh Lan Thiện về cái việc mà mình thay đổi ra bao lâu và cái cơ duyên mà thay đổi nhà nó như thế nào vậy chưa chị? Ở bên cũng là đường Hương Lộ 2 nhưng mà tại chủ nhà người ta bán nhà. Rồi mình mới hỏi là dọn về đây. Dạ. Yeah. Chứ đúng là không có đi, ở bển thì nó gần hơn mà có người ta bán rồi. Dạ, dạ thưa chị Liên thì cũng lâu lắm rồi em mới thăm lại gia đình. Nhất là thăm lại tình hình sức khỏe của bé Lãm á. Dạ thì cũng mong chị Liên cho quý vị khán giả của kênh của Lê Hân Thiện biết được cái cuộc sống hiện tại của gia đình mình như thế nào sau khi mà chuyển chỗ ở, công việc của chị cũng như là cái tình hình sức khỏe của bé Lãm. Dạ, bé Lãm thì giờ như là nó cũng bình thường. Còn về đây á, thì tôi cũng đi bán, buổi sáng đi bán rồi chiều 5 giờ là đi rửa chén tới 11 rưỡi. Thì cũng công việc nó cũng làm bình thường. Hồi mới làm thì giờ nó có cái hôm mà ra để đi chị cho cháu thì tại vì thật sự là tôi chưa có đi được, là nó cũng có lý do. Lãm ơi. Lãm nói chuyện với bác luôn. Biết chú anh không? Nhớ anh không? Lãm nhớ anh không? Nè. À nhắc coi anh ở đâu? À. Lãm khỏe không? Nè. Rồi hôm nay mẹ có đi cho đi chữa bệnh gì không? Có hả? Ủa mới thấy cái đầu ướt mới tắm hả? Ai tắm cho em vậy? Ai tắm cho Lãm? Tự tắm luôn hả? Tự tắm luôn. Do đâu đi vô cho anh với mọi người xem đâu mình tự tắm sao? Đi. Nãy tự tắm sao đâu? Để cho mọi người thấy, mọi người yên tâm coi. Đi vô nãy mình tắm sao? Nãy Lãm tự tắm luôn á hả? Đâu? Đi Lãm vào mở nước sao cho anh coi coi. Đi nè anh thương. Ừ ok rồi, Lãm vô nha. Tự tắm luôn, tự mình chăm sóc vệ sinh cá nhân cho mình. 20 tuổi rồi em, sinh năm 1997. Ơi 2000 chứ hả chị? 2000 năm nay đúng 20 tuổi đúng rồi. Rồi nó diễn lại cho mọi người thấy thôi. Tự tắm luôn. Mà sạch không chị Liên? Tự tắm sạch không?
Chị Liên có thể thông tin thêm là em làm tự làm được những cái gì chị? Nó tự mới cơm ăn được. Dạ. Yeah. Rồi tự làm được hết trơn á. Dạ. Yeah. Giỏi lắm. Tự tắm vậy đó ha em. Rồi thôi được rồi, được rồi, ra đây cưng. Ok, trơn á nha, anh thấy gạch trơn lắm á làm. Tự tắm, rất là sạch sẽ quý vị. Rồi, biết lao nữa nè. Biết lấy cái nồi lao để chặn ngay để mà không bị trơn. Rồi, mời làm ra đây chơi ha. Giỏi lắm. Rồi sao em mời chị ngồi xuống đây chị. Rồi hai mời con ngồi kế nhau. Ngồi sát nhau. Rồi chị ngồi sát vô em làm đi. Rồi tình hình nó sao chị? Nó giờ nó thì nó rất là khỏe. Nhưng mà có cái là cái chân đó thôi chứ còn với nói chuyện không được là rõ thôi chứ còn bé nào khỏe dữ lắm. Ăn uống cũng rất là mạnh mẽ chứ không có cái gì thay đổi hết. Mà sạch sẽ lắm. Coi như tắm là biết cách tắm bị gì chỉ thì cháu biết phải mà cái lúc cháu tắm mà nhìn phải là mà coi như chà hết xà bông xong rồi bắt đầu mới mở cái vòi sen đó rồi ngồi là gội đầu. Tôi vừa về thì thấy tắm rồi ngồi đây nè, tự thay đồ luôn hả? Tự thay luôn mà lau mình nha, phải có khăn lau. Sao bữa nay mà không, chắc là không thấy khăn làm sao á. Cái khăn con thấy không? Kỹ lắm chú ơi, nói chứ thằng này nó kỹ lắm, tự kỳ là coi như dạy cho nó một lần là nó biết à. Dạ. Thì thưa quý vị thì có thể xem đến cái giai đoạn này, có nhiều quý vị khán giả chưa xem qua video thì cũng chưa hiểu chị như thế nào. Thì bây giờ Lan Thiện sẽ cho chị Liên kể lại cái một ngắn gọn cái việc mà chị Liên nuôi bé Lãm như thế nào trong cái hoàn cảnh nào nha quý vị. Đối với những quý vị chưa biết được câu chuyện này. Dạ, coi như là thằng bé Lãm này coi như bây giờ nó cứ ngồi tôi sẽ nói là cho nó rõ, cũng tóm tắt là cái thời gian nuôi cháu là ở dưới phường Hưng Lợi, phường gì thế này nói quên rồi, ở dưới Cần Thơ á, đường hạ là nhà ở 359, hẻm 359 đường Nguyễn Văn Cừ. Nuôi cháu hồi lúc cháu mới có mẹ cháu gửi là 4 tháng, coi như là tôi đi bán vé số, người là một người ở xóm là mới thấy chị đó, là cái chân tôi lúc đó là bị cây đè gãy, thành ra là đi bán thấy vậy rồi mới kêu nó bây giờ vô á, kêu mẹ nó đó gặp tôi đi nói để rồi nuôi, rồi một ngày tôi bán bao nhiêu á thì người ta sẽ trả, là trả bao nhiêu, là lúc đó là một tháng là 600 ngàn, nó là sữa đồ là tất cả là mẹ nó lo hết, chỉ có trả tiền công cho mình nó là giao ở đó cho tôi nuôi. Thì nuôi được, trả tiền được 2 tháng thì mẹ cháu mới đi làm. Thì coi như là có trở lại nhưng mà không có trả tiền nữa. Rồi cũng như làm không, rồi là đi luôn. Đi làm rồi coi như là mất tích luôn tới bây giờ. Rồi thời điểm mà 4 tháng của Lãm đó, là chị đã biết được là bé là nó có cái không bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác không? Em lại thì coi như là cháu nằm một chỗ như người thực vật vậy đó, chứ không có biết cái gì hết á. Coi như mình có cho uống thì bú sữa thì bú, còn không có thì thôi cháu cũng không có rồi. Dạ. Mà coi như nước miếng là nó nhiễu suốt 24 giờ. Rồi là lúc thời điểm đó chị Liên là biết là bé rồi. Đem lại là cháu đã liệt một chỗ, coi như là không còn không có cảm giác gì hết. Vậy là suốt 20 năm qua chị Liên với là chồng và hai con nuôi một đứa trẻ mà phát triển không bình thường đúng không chị? Dạ, nó bị bại não đó. Bại não, đây là bé Lãm đây. Rồi trong suốt 20 năm qua thông tin tin tức gì về mẹ của bé Lãm là chị có không? Mẹ bé Lãm là nó tên là hồi lúc mà tôi nói thôi giờ con nó nói con không có cái chỗ ở nào để cho làm khai sinh cho nó. Thì nó nói bây giờ con nói con tên gì đi nữa mà mẹ có hỏi làm khai sanh được thì mẹ sẽ làm cho nó. Thì nó nói tên là Quỳnh Thị Trang, ở ngoài là tên Phương, hiện tại là tên Phương, là lúc mà sống gửi nó đó. Nhưng nó nói con giấy con là con tên là Quỳnh Thị Trang, là nó lớn hơn nhỏ thằng trai tôi 1 tuổi, thằng trai tôi mẹo, hình như nó tôi biết tuổi cọp đó. Là sinh năm 88 hả? Con gái sinh 88. Dạ. Thằng trai là 87. Thì mẹ của Lãm là 86.
tại vì nó lớn hơn thằng trai, nó lớn hơn thằng trai thôi, coi như là ba đứa có thấy coi như là có cỡ vậy đó. Là con của chị là 87 thằng trai, và mẹ của thằng Lãm là 86 à. Theo tôi độ là 86, tại vì lúc đó không có hỏi rồi tôi. Ok vậy thì rồi, đó là cái chương trình muốn nhắc lại xíu thôi, chắc quý vị khán giả là rồi cái okay, để tôi nói cái này để cho cô bác cũng như hiểu, là tại vì tôi nói cũng có nhiều người cũng nói là tại sao tôi nói nghe không rõ, tại vì lúc gửi bé Lãm á, là khi mà mẹ nó không trả tiền thì tôi có kêu tôi trả, cũng như là 2-3 tháng rồi không có trả tiền, trả tiền 2 tháng cái ngưng, 1 tháng sau không có lại trả, nhưng mà tôi tức quá tôi mới kêu, tôi giận quá đi, tôi nói thôi bây giờ mày, nếu mày không thương con mày nữa mà mày không lo nữa thì thôi tao giữ đây, mà mày đi mày không chịu lo thì tao trả, thì mẹ của Lãm có ẩm để ẩm Lãm về, tôi bắt buộc phải ẩm, thì ẩm về thì đem gửi về bên ngoại là ở Kiên Giang, ở Minh Lương đi vô, nhưng mà thật sự cái địa chỉ thì tôi không nhớ, mà bây giờ đi thì tôi vẫn nhớ là vô đó một lần, là lúc đó cháu không có biết gì hết, thì về á, khoảng chừng trong vòng 7 ngày tôi chịu không nổi, thật sự là khi mà bé Lãm đi rồi, mẹ nó ẩm đi rồi là tôi khóc đúng 7 ngày luôn, là ở dưới nói chung ở gần đó người nào cũng biết hết á. Thành ra thấy vậy rồi á, con tôi mới nói thôi bây giờ nếu mẹ thương thì mẹ đi rước nó về, mà tôi nói thật chứ là lúc đó tôi không có tiền, là cũng là nhờ chị Tám Kiếm ở sớm á, là chị đó thì chỉ cho tôi mượn tiền, tôi mới lại tôi nói chị cho tôi mượn 100.000 đi về tôi góp cho chị, là bà mới hỏi mày mượn mày làm gì mà gấp vậy, nó nói tôi đi rước bé Lãm, là bà kêu trời không à, bà nói trời ơi Liên ơi mày thiệt là mày là con Liên khùng, bây giờ ở dưới là vẫn là con Liên khùng, mày nếu mà đã đứt được rồi thì thôi mày lo cho con mày hai đứa ra ăn học mà đi bán vé số, thôi mày để cho nó sống với mẹ với ngoại nó đi. Thấy bà thấy vậy tôi nói thôi chơi không được, bây giờ phải đi rước nó chứ mẹ nó không có ở với ngoại nó đâu, thì nói vậy đó thì bà mới đưa 100.000, thật sự là chị Tám chỉ cho chứ chỉ không có lấy, chỉ không cho mượn, thì tôi mới ra tôi đi ngược lại tôi đi kiếm mẹ nó, đi lại chỗ mẹ nó làm đó, bên là lộ 91 đó, nhắc đến mẹ buồn hiu rồi nè, mẹ cho con về thăm bà ngoại con nha, hả, nói đàng hoàng con chịu đi không, mẹ với chú Thiện sẽ dẫn con đi về thăm ngoại. Hả? Lý do tại sao con không đi, mẹ chỉ là người mẹ nuôi con thôi, mẹ phải nghĩ, con phải nghĩ là mẹ thí dụ nữa mẹ chết con còn bà ngoại còn mẹ con, hiểu không? Hả? Mẹ bệnh nữa rồi, thí dụ mẹ chết con sống với ai nè, con nói đi, con sống với ai, mẹ chết rồi con sống với ai? À, thôi mẹ không chết, nhưng mà ý của mẹ là mẹ muốn cho con về thăm bà ngoại con chịu không? Hả? Con không thương ngoại con sao? Không. À, bây giờ thí dụ mà bây giờ tìm được mẹ con về, con có chịu theo mẹ con không? Con chịu ở với... Thôi giờ mẹ cho mẹ con về để ở với con luôn ha. Con nghe mẹ nói nè, chịu không Lãm? Đây nè mẹ có nhờ chú Thiện đăng tin lên. Mai mốt nhiều khi mẹ con nghe được cái tin này con còn sống đó ha. Mẹ con về con mừng không? Hả? Mừng phải không? Ừ. Mẹ con tên gì? Phương, tên Phương phải không? Ừ, đó đúng rồi. Cái người mẹ con á là tên Phương, con nhớ nghe không? Nếu bây giờ mẹ Phương được cái chương trình của anh Lê Hân Thiện tìm được về đây rồi mẹ gặp lại Lãm vui không? Vui không? Nè lấy tay ra nè. Vui rồi đi về với mẹ ở luôn rồi bỏ mẹ Liên nha, để cho mẹ Liên ở đây nha, coi như là hai mẹ con Lãm thì về với mẹ Phương, còn mẹ Liên thì với Lãm chia cách nhau, Lãm chịu không? Con về với mẹ Phương nha. Nè nói đi, chịu không? Hả? Hả? Không, con phải... Nè, xây Lãm ngồi nói chuyện với anh nè. Nói nghe nè. Bây giờ á, con về với mẹ Phương con ha. Nghe con? Bây giờ con ở với ai? Nếu mẹ Phương về, con ở với ai? Lãm ở với ai? Chưa biết chọn ai hả? Thôi giờ ở hai mẹ luôn chịu không? Bây giờ mẹ cho mẹ Phương con về để ở nha. Ở chung luôn. Kiếm được mẹ con rồi nè. Bây giờ mẹ cho mẹ Phương về để ở nha. Trời ơi. Ha, về để ở với con nha. Không, mẹ Phương về đây ở, đang làm đi làm nuôi mẹ với nuôi con. Ha. Chịu không? Con chịu không? Chịu không? Chú Thiện bây giờ là có tin tức của mẹ con rồi đó. Đừng nói gì nó mừng hụt tội nghiệp đó.
Thật ra thì lên thì chỉ ra muốn làm một cái bài test về cái tình cảm của em làm thôi. Bây giờ mẹ nói nghe nè, thí dụ mà tìm được mẹ Phương con á, là con không theo, nhưng mà bây giờ mẹ Phương cho mẹ Phương con về để ở, con chịu không? Sao lại nói chuyện với mẹ nè, sao vậy? Mẹ giận à? Hả? Chịu không? Hả? Nói, con phải nói mẹ mới nghe, chịu không? Hả? Con chịu quá. Nhưng mà đi với mẹ con là con không đi phải không? Không, không đi với mẹ. Chứ con muốn ở, em làm muốn ở với ai? Ở với ai con nói rồi. Dạ. Ở đó, ở với mẹ phải không? Mà vẫn thương mẹ Phương đúng không? À hiểu rồi, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được mẹ Phương thì mẹ Phương phải về đây ở chung với mẹ Liên luôn thì Lãm mới chịu đúng không? À, còn nếu mà nói là mẹ Phương về tìm được Lãm mà đưa Lãm đi để mà Lãm không ở với mẹ Liên nữa thì Lãm không chịu đúng không? À rồi vậy hiểu rồi. Lãm có hiếu lắm quá rồi thiệt. Bây giờ Lãm thương ai nhất nè, nếu mà Lãm thương ai nhất thì Lãm ôm cổ người đó cho các cô bác thấy nè. Lãm thương ai nhất thì Lãm ôm cổ người đó. Ôm sát vô, ôm cho cô bác ở trong mạng trên máy thấy. Đâu, ừ, đi ôm. Con, đâu, đi làm. Ôm cổ mẹ. Trời ơi, con yếu lắm rồi bác ơi. Bệnh, tôi bệnh là nó thức sáng đêm đó. Ngồi bóp giò cho mẹ. Nó nói Nhung, nhỏ này nè, bất hiếu lắm. Nhung là con Nhung chị. Là chị, là nhỏ gái đó. Nhung bất hiếu lắm. Không thương yêu gì cả. Yeah. Nó là nó thương yêu là nó ngồi nó bóp chân. Đâu bóp chân sao đâu. Đâu bóp... con bóp. Nó ngủ hoài à. Ồ Nhung quá hả. Nhung đi làm mà. Rồi đâu bóp chân cho mẹ sao. Ví dụ nó mẹ bệnh đó con bóp chân sao đâu. Con bóp ra bóp cho. Vậy đó. Mà ngồi coi như là tội nghiệp lắm. Thức sáng đêm vậy đó. Hãy mà tôi giật mình giấc nào là nó là ngồi sát bên vậy. Ờ chị Liên thì cái căn nhà về đây thì cái chi phí nó cao hơn bên nhà cũ không? Không, ở đây tại vì tao thấy bé Lãm vậy đó, tao bớt tính. Rồi tình hình mà con chị, hai người con với chồng chị thì công việc như thế nào rồi? Trời ơi, tôi nói thiệt luôn, thằng trai tôi đó, bây giờ là ở bên Phú Quốc là đang đi làm hộ chứ thì. Chứ công việc bển coi như là đang lúc dịch là không có làm gì được hết. Mà trong cái lúc mưa là phải ở nhà. Mà nó nghe tôi hôm nó điện về nó bệnh tới giờ tôi không còn biết cái gì nữa chứ. Nó còn nó không bị sốt sao thôi. Còn nhỏ gái thì cũng như đang lúc dịch thì chưa hỏi được việc nữa. Tại vì nó chỉ chuyên về ngành vé thôi. Còn có công việc thì nó chưa có xin được. Hiện ra ở nhà nó vẫn làm vé nhưng mà làm những khách quen thôi. Chứ còn bán như lúc trước là không có bán được. Nhà tôi á. Còn ông xã chị? Ông chồng vẫn đi làm bảo vệ bình thường. Còn bây giờ thu nhập gia đình là khoảng bao nhiêu? Giờ ổng coi như là chắc ổng làm giờ còn có được cái buổi tối nè, là một tháng được là 5 triệu. Rồi chị bán cái số ngày kiếm lời được khoảng nhiêu? Rồi đi bán, tại vì bán, nó nghe bán bữa kiếm cũng được 200-300 rồi chú ơi. Rồi chiều tối cho chú phó cho đi làm thêm, đi rửa chén đó. Tại vì buổi chiều bán có khi lúc hổng mưa bán không được. Hôm nay thì chương trình đến đây thì cũng có một số tiền của một số cô bác mạnh thường quân cũng xem qua chương trình thì có gửi thêm cho chị là đây là số tiền 5.600.000 nè chị. À đây chị nhận ha. Dạ. Chị kiểm tra lại giùm đi ha. Để có cái chi phí giúp thêm cho bé Lãm trong việc thuốc men. Thay cho cái lời mà mọi người muốn cảm ơn chị đã thương yêu một đứa con của người dân không phải máu mủ của mình, mặc dù em nó tật nguyền nhưng mà chị vẫn thương yêu chăm sóc rất là cẩn thận. Dạ, tôi cũng xin thay mặt gia đình mà cảm ơn Mạnh Thường Quân đã cho cháu có số tiền để mua mà đi làm ra để nuôi cháu. Trong cái số tiền trước đó là 10.800.000 chú Thiện đưa đó, là tôi chở cháu đi lại bệnh viện Gia An, là vừa chụp hình chụp CT với làm cho cháu là xong rồi thì đưa lại chú Tấm Sang. Chú Tấm Sang nói là không cần, bây giờ chỉ muốn đưa cho cháu lên trên Tây Ninh. Tây Ninh chị hiện giờ thì
cái tình hình sức khỏe của Lãm là hiện giờ là chị khỏe đúng không? Dạ. Không có vấn đề không gì. Không có cái gì hết. Ừ. Mà bây giờ là thôi kén cố gắng làm để mà chăm sóc dạ, cho nó. Thì rồi cũng mong là qua video clip này thì mẹ của Lãm nếu mà thấy được hình ảnh của con mình, dạ, thấy được hình ảnh của chị Liên, cái người mà chị Phương á gửi đứa con 20 năm trước, dạ, thì hãy tìm về với chị Liên để nhận lại con mình. À, thì chú cho cái số điện thoại chú đó, coi nhiều khi có mẹ nó may thì mắn có mà em vẫn để có cái số điện thoại trên mạng mà là số của tôi đó hả chú, chị đọc số chị luôn đi cho cái số điện thoại của tôi hiện tại là 090 449 8719, là Đô Thị Kim Liên. Hy vọng rằng mẹ của Lãm giờ là cũng là một người phụ nữ giàu có ha, biết đâu được thì một ngày nào đó tìm được lại con mình để mà phụ với lại mẹ Liên, lo cho Lãm với cái thời gian mà còn lại sau bao nhiêu năm xa cách, được không Lãm? Rồi trước khi anh Lan Thiện chào Lãm với mẹ thì Lãm có một cái biểu hiện gì mà để mà cho mọi người vui đi? Làm sao vâng? Con giờ con chỉ cảm ơn đi. Lãm cảm ơn đi. Khoanh tay lại, khoanh tay lại con, khoanh tay lại con cảm ơn. Cảm ơn ông bà cô bác, nói này ông bà cô bác đã giúp con rồi, con ngồi với cha rồi sao chắp tay con phải lại cảm ơn rồi, cái hồi đó mình dạy sao được rồi hồi nhỏ không, nhưng mà mốt mà mẹ về là đi với mẹ nha, bỏ mẹ Liên nha, chịu không? Chịu hả? Không chứ sao, ở với ai nói được con hả? Ở mẹ Liên đúng không? Rồi, ok, hay đến đây thì Lan Thiện xin chào quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi video. Xin hẹn gặp lại trong những video clip khác nha. Chào Lãm nha, chào đi Lãm.